Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 22 tây tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam đó Bây giờ đã là ngày thứ hai ngày 23 tây tháng 8 rồi Thì bây giờ vẫn còn là cuối tuần ở Hoa Kỳ Cho nên tin tức cũng không có nhiều Thuận muốn dành thời gian ngày hôm nay Để mà chia sẻ một số những cảm nhận của Thuận về tình của thị trường Thì cái video này có thể là cũng khá dài Tại vì Thuận có khá nhiều điều À, Thuận thực sự là muốn chia sẻ với các bạn những cảm nghĩ của Thuận liên quan đến tình hiện tại là như thế nào Và có những cái giả thuyết được chia sẻ trên mạng Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới là có phải đây là một cái chu kỳ dài hơn là chu kỳ trước đây Có nghĩa là nhiều người bây giờ thì có cái lòng tin là giá Bitcoin có thể là sẽ không có đạt đỉnh mới trong năm nay Nhưng mà sẽ kéo dài qua tới năm 2022 Hay là có một số người đó thì nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái giá đạt đỉnh mới đạt cao từ đến cuối năm sau đó chúng ta đi vào mùa đông crypto và có một số người à, thì à, lại nghĩ là chúng ta có thể đã đang nằm ở trong một cái bull trap nghĩa là giá cả sẽ chỉ lên tới đây mà thôi sau đó chúng ta thấy là giá cả sẽ tiếp tục đi ngược cho xuống và chúng ta thực sự đã đi vào mùa đông crypto rồi và có rất nhiều những cái giả thuyết cũng như là thông tin liên quan đến những giả thuyết này thường muốn chia sẻ để các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn và Thuận nghĩ thế nào thì cũng sẽ chia sẻ với các bạn Thì nhiều thông tin như vậy đó có thể là Trong đầu của Thuận thì những thông tin này nó hợp lý Nhưng mà khi mà Thượng chia sẻ có thể là những thông tin này nó hơi hỗn loạn một chút Nhưng mà hy vọng là các bạn có thể hiểu được Sau khi xem những thông tin này để các bạn có thêm một tài liệu Để có thể đưa quy định cho bản thân của mình Về cái phương diện của tin tức đó, thì trước hết À, thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ, tại vì tuần này đã cũng không có nhiều cái thông tin cuối tuần, thì chúng ta thấy được là cuối tuần này chúng ta chỉ thấy có thông tin hồi thứ sáu đó, là chúng ta tiếp tục thấy được là cái sự ủng hộ đến từ cái uh, thế giới giải trí đó như là những rapper, những người mà ca nhạc, những cầu thủ đá banh vân vân, thì liên tục ủng hộ thị trường này như là các bạn thấy là thông tin mới nhất đó, hồi thứ sáu đó chính là rapper Buster Rams đã xác nhận đang nắm giữ Bitcoin và mong muốn thanh toán bằng BTC thì đây là cái thuyết được chia sẻ ngày 19 tây tháng 8 và trong cái thời điểm này đó Busram đã nói là chứng minh là hiện bây giờ Bursarams đang lưu trữ Bitcoin và đang hỏi mọi người nếu như mà Busram bán vé để mà coi hát bằng BTC thì đó không phải là một điều mà nhiều người mong muốn hay không thì các bạn được Bersaram đang tìm kiếm cách để mà tích lũy thêm Bitcoin. Chúng ta cũng thấy những thông tin đến từ những thị trường. Tuần trước đó chúng ta nghe đến nhiều thông tin liên quan tới quốc hội rồi bây giờ thì những thị trường tiếp tục lên tiếng ủng hộ như là các bạn thấy là trên màn hình đây là cái tài liệu đến từ thị trường Scott Conger của tiểu bang Tennessee ở Hoa Kỳ, ở thành phố Jackson. Thì thị trường Scott Conger nói là khi mà Fed tiếp tục in thêm Bitcoin thì biểu đồ này biểu đồ này có nghĩa là cái biểu đồ ông ta chụp lại đây là cái biểu đồ giá của Bitcoin sẽ tiếp tục và tiếp tục tăng cao. Bitcoin có thể là tính theo đồng đô la hiện tại nhưng chắc chắn là hệ thống tiền tệ trong tương lai và sau 21 triệu sẽ không còn Bitcoin nào được tạo ra nữa. Đây là tài liệu được chia sẻ bởi thị trường Scott Conjure Và không chỉ riêng là thị trường Scott Conjure các bạn thì có một thị trường khác nữa đó chính là thị trường Jason Store của thành phố Cool Valley, tiểu bang Missouri thì thị trưởng Station Store nói là muốn thấy tất cả người dân của thành phố ông ta tiếp cận Bitcoin và nghĩ Bitcoin có thể lên đến 500.000 trong vòng 5 năm. Các bạn thấy được là Bitcoin càng ngày đó càng đi sâu vào trong chính trị, chúng ta cũng đang thấy cái sự lộn xộn liên quan đến cái việc là định nghĩa người môi giới liên quan tới thuế của Hoa Kỳ ở Quốc hội. Chúng ta thấy được là ngay cả SEC cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có người ủng hộ, có người không ủng hộ. Và bây giờ những thị trường thì liên tục lên tiếng. Đương nhiên, cái mà chúng ta thấy ở đây đó tương tự như những gì chúng ta đã thấy trong cái thế giới tài chính, tại vì những hàng ủng hộ tại vì họ thấy được cái lợi ích Bitcoin crypto mang đến cho ngân hàng của họ có thể thu thuế, có thể có dịch vụ họ có thể là thu thêm phí, có thể là có thêm dịch vụ có thể phục vụ khách hàng, có thể là lưu trữ như là một tài sản vân vân. thì bây giờ đó, với cái thế giới chính trị của Hoa Kỳ thường thấy là nhiều người cũng đang nghĩ ra được đây là một trong những mảng mà có thể đem đến nhiều lợi nhuận cho thành phố của họ tiểu bang của họ chỉ cần là họ ủng hộ thì sẽ có những người mà ủng hộ crypto, Bitcoin sẽ ủng hộ cho họ khi mà họ ra ứng cử. Chỉ cần là họ ủng hộ thị trường crypto này thì những công ty, thì bây giờ trở thành những công ty lớn đó như là công ty Coinbase, công ty Kraken. Các bạn thường càng ngày càng nhiều công ty trong thị trường crypto này trở thành những công ty đồ sộ trên phố Wall. Thì những công ty đó cũng sẽ suy nghĩ đến để mà cung cấp quyên góp tiền để cho những cái thị trường như nghị sĩ này ra ứng cử và không những như vậy nếu như mà những cái nơi nào mà có lực tốt đối với loại crypto đó thì có thể dẫn đến là những công ty đó sẽ chuyển qua bên những tiểu bang đó những thành phố đó như là những công ty liên quan đến là cung cấp dịch vụ nhờ BlockFi hay là những công ty như là đào Bitcoin vân vân thì đương nhiên sẽ tạo thêm công việc làm và đóng thêm thuế cho nên vì lý do đó nó càng ngày các bạn thấy được là Bitcoin và crypto càng trở thành một công cụ trong chính trị hiện tại càng ngày càng đi sâu cũng như là đã đi sâu vào trong thị trường tài chính đây là những cái thông tin nổi bật cuối tuần này mà thùng muốn mang đến cho các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình chung của thị trường đi nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng, và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và yeah, trong video ngày hôm nay đó có một nhà tài trợ và thùng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ đó chính là một sàn mà nhiều bạn có thể quen thuộc đó chính là sàn Remitano Và cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới Token Renex tôi cũng đã chia sẻ tuần vừa rồi một ít thông tin liên quan tới cái đồng Renex này Thì bây giờ đó đây là một đồng của sàn Remitano Thì như bạn có đã biết là nếu các bạn login chiều Remitano đó Thì các bạn sẽ thấy được là các bạn có thể bấm vào Mining để nhận được đồng Renex này Thì đồng Renex này đó bây giờ ở thời điểm hiện tại đó là nó theo một cái phương cách giống như là phân phối đó. tuy là gọi là mining khai thác nhưng mà trên căn bản hiện bây giờ đồng Renex vẫn chưa có cái mainnet có nghĩa là hiện bây giờ đó cái thao tác các bạn sử dụng ở trên cái ứng dụng của Remitano trên điện thoại đó thì cái thao tác đó có thể hiểu đơn giản là các bạn check in sau đó thì đồng Renex sẽ được phân phối tới cho những người dùng mà login thường xuyên thì bây giờ đó, cái tốc độ các bạn sẽ nhận được là 0,24 đồng Renex mỗi một ngày nếu như các bạn YC như là xác minh thân phận đó thì các bạn có thể nhận được gấp đôi như là 0.48 đồng Renet mỗi một ngày. Thì nếu như mà nào mà muốn nhận thêm đồng Renet thì có thể giới thiệu bạn bè và được hưởng 20% của cái số lượng mà người đó được hưởng. Một lần nữa thì bây giờ đó đồng Renet là hoạt động theo cái kiểu là phân phối cái token này cho đến khi nào mà đồng Renet có mạng lưới chính thức thì mới bắt đầu chuyển qua những cái hệ thống mà dùng kỹ thuật số. Bây giờ đó cái thao tác trên điện thoại căn bản là các bạn check in mà thôi để nhận được đồng này và đồng này đó chỉ phân phối trong khoảng thời gian này khi nào mà đồng Renek có mạng lưới chính thức thì lúc đó sẽ không còn có thể nhận được đồng Renex bằng cách để các bạn check in vào điện thoại nữa mà sau đó sẽ hoạt động một cách khác sau này sẽ có nhiều thông tin hơn và như thế nào mà chưa KYC đó thì KYC cũng là một trong những cách các bạn có thể nhận được nhiều đồng Renex hơn và đương nhiên KYC là một điều mà hầu như sàn nào cũng đòi hỏi ngay cả bây giờ các bạn thấy được là sàn Binance cũng đã đòi hỏi là tất cả những cái người sử dụng đều phải KYC nếu bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về đồng Renex này thì hãy bấm ở bên dưới để tìm hiểu thêm thì nói tới Remitano đây thì cũng đã hai ngày rồi thường không có làm video chia sẻ với các bạn ngày thứ sáu ở Hoa Kỳ đó thì thường nghỉ một ngày nhưng mà thứ bảy ngày hôm qua đây thường dành thời gian để mà làm một cái video trên kênh của Remitano Nhưng mà nào mà không dành thì thường Capital cũng có đăng một số những video trên channel của sàn Remitano à, và hôm qua thường làm một cái video về các Bitcoin first và thực lực như thế nào khi mà cái video đăng thường sẽ chia sẻ link với các bạn trên những cái mạng soi cũng như là ở trên YouTube Chúng ta bây giờ chuyển qua đây mà nói về tình hình của giá cả Bitcoin cuối tuần này đi. Thì bước cho thứ sáu thường thấy là rất nhiều bạn rất là hào hứng cũng như vậy là muốn thấy được Bitcoin phá được 50.000 đô cuối tuần này và sự thật thì cuối tuần này đó rất nhiều đợt Bitcoin đã lên tới cái mức cao nhất đó là 49.800 nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ từ thứ sáu tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có phá được 50.000 đô bây giờ thì Bitcoin mức là 48.588 và trong vòng hai ngày qua thì Bitcoin cứ lên xuống ở mức là 48 49 và liên tục như vậy thì chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục chờ đợi xem coi là mức 50.000 đô này khi nào chúng ta mới phá được thì có nhiều người thì nghĩ là chúng ta đang đối đầu với những cái lệnh số có thể là rất lớn khi mà chúng ta lên tới 50.000 đô. Nhưng mà thuận thì nghĩ ngược lại, tôi nghĩ là một trong những cái nhiên liệu, những cái yếu tố có thể là thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh của Bitcoin nếu như mà qua được 5.000 50 đô đó chính là nếu như mà cái 5.000 đô này đó nhiều người nghĩ là một mức cản trở mạnh nhiều người đi vào để mà short đó thì sẽ có thể dẫn đến hiện tượng là short squeeze nếu như mà đột ngột chúng ta nhận được thông tin tốt giá cả đẩy mạnh trở lên khiến cho những cái lệnh short đó bị thanh lý thì giá cả sẽ càng lại tăng mạnh hơn nữa đây là một trong những điều mà thường suy nghĩ đến nhưng mà một trong những điều khác đó thường muốn chia sẻ với các bạn đó là thời gian ngắn hạn thực sự rất là khó đón thường thấy là có rất nhiều bạn đã thường để lại những cái comment ở dưới những cái post hay là ở dưới những cái youtube thì để là chắc chắn là như vậy chắc chắn là như thế kia thật ra không gì chắc chắn nhất là trong thời gian ngắn hạn rất khó để biết được giống như là nhiều bạn nghĩ là chắc chắn là giá sẽ đi xuống từ cái mức này thật ra các bạn có bao giờ nghĩ đến là chúng ta chỉ cần một thông tin thôi giống như là ngày mai các bạn mở mắt dị, các bạn lại thấy thông tin trên trang đầu là công ty Apple đã quyết định là thu mua 1 tỷ đô la Bitcoin để vào ngân sách như là công ty Tesla hay là công ty Microsoft hay là công ty Google hoặc là những công ty mà đang lưu trữ như là Tesla lại đăng thông tin là bây giờ họ muốn tích lũy thêm ở cái mức này hay là công ty MicroStrategy lại có thể là bán thêm 1 tỷ đô la trái phiếu hay cổ phiếu rồi lại để vào thị trường này để mà thu mua thêm Bitcoin thì các bạn nghĩ giá cả sẽ như thế hay nào cho nên thời gian ngắn hạn đó các bạn thật sự là không biết được Các bạn nhắm mắt gì mở ra ngày mai thì tình hình có thể là hoàn toàn khác rồi Và một trong những điều mà thường cũng đã chia sẻ các bạn trong giờ gần đây đó là Đương nhiên giá cả tăng đó thì rất là nhiều người vui Nhưng mà chúng ta cũng nên biết là không có gì mà tăng mãi cũng không có gì là xuống mãi Sự thật thì các bạn thấy được là giá cả đã tăng liên tục rất là nhiều ngày rồi Chúng ta thấy được là cho đến ngày hôm nay đã tính từ cái ngày à cái mức thấp đó là khoảng chừng 29.300 đó chính là cái thời điểm là ngày 20 tây tháng 7 thì tính từ ngày 20 tây tháng 7 cho tới ngày hôm nay đó thì giá cả tăng liên tục là 1 tháng có nghĩa là 33 ngày thì 33 ngày tăng liên tục và cái phần trăm tăng này đó khá là mạnh hay được phần trăm tăng đó tới giá ngày hôm nay thôi đó thì trong vòng 33 ngày đã tăng 66 phần trăm 66 phần trong vòng 33 ngày thì cái mà thường muốn chia sẻ các bạn đó là tôi nghĩ là ai cũng có thể hiểu được là điều chỉnh là một điều sẽ xảy ra chỉ là chúng ta không biết là giá sẽ điều chỉnh ngay bây giờ hay là sẽ qua khỏi 50.000 rồi điều chỉnh hay là sẽ lên thêm nữa cái điều chỉnh chúng ta không biết được nhưng mà khi mà chúng ta thấy giá cả tăng mạnh liên tục thì đương nhiên là điều chỉnh đâu điều mà khó tránh khỏi cho nên cái mà thường muốn chia sẻ đó chính lúc này chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn những cái tâm lý để mà điều chỉnh và bitcoin điều chỉnh 30% cũng là bình thường mà thôi có nghĩa là nếu như bitcoin điều chỉnh 30% từ cái mức này đi xuống 30% thì phải được là 20% thôi thì đã dẫn chúng ta xuống dưới 40.000 đô rồi đây là điều mà thông muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta cần phải đi đến cái vấn đề đó. Nếu như mà Bitcoin điều chỉnh một chút, bây giờ Bitcoin xuống còn 47, 46, thậm chí là xuống dưới uh, 45, 44 đó. Thì có xấu hay không? không nghĩ như vậy. Điều chỉnh là một điều rất cần thiết. Và điều chỉnh thì cho chúng ta có thêm lòng tin là giá cả sau khi điều chỉnh. Và chúng ta sẽ được tích lũy rồi lại tăng trưởng là một điều rất tốt. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong cái thời gian ngắn hạn trong thời gian này đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy gì chúng ta vẫn tiếp tục thấy có nhiều những cái all Coin tăng trưởng mạnh thậm chí là đạt đỉnh mới như là cái bạn sẽ được là Cardano thì cứ thẳng tiến chuẩn bị cho ngày hai phút mười hai tây tháng 9 và tối ngày hôm qua đã lên tới là hai đồng sáu mươi ba cent tình hình bây giờ đó thì có rất nhiều những giả thuyết để thường chia sẻ với các bạn một số những thông tin liên quan thì cái giả thuyết đầu tiên đó là chúng ta đang ở trong một cái bull trap có nghĩa là đây chỉ là một cái sóng hồi mà thôi sau khi kết thúc chúng ta sẽ tiếp tục trở lại downtrend và tiếp tục đi xuống thì đây là cái điều đầu tiên được nói đến thứ nhì đó chính là một số người ra thì tiếp tục giữ quan điểm là chúng ta sẽ đi theo những chu kỳ trước đây có nghĩa là chu kỳ này đó chúng ta sẽ thấy blow up top có nghĩa là cái sự bùng nổ đợt cuối đẩy bịch khôi lên những cái mức giá cao như là hơn 100.000 đô vào cuối năm nay và sau đó chúng ta đi vào mùa đông crypto như những cái đợt trước có thể là kéo dài là 2 3 năm. Đó cũng là một giả thuyết. Giả thuyết thứ ba đó chính là nhiều người nói là đây có thể là dấu hiệu của một cái chu kỳ dài hơn tại vì khi mà chúng ta nhìn một góc cạnh nào đó thì cái chu kỳ Bitcoin đang ngày lại càng dài hơn Có nghĩa là cái thời gian một chu kỳ nó kéo dài chứ không chỉ đơn giản là mỗi 4 năm, một 4 năm nữa mà cái chu kỳ này có thể kéo dài hơn Nhưng mà cái phần trầm tăng xưởng nó sẽ ít hơn dần dần và dần dần khi mà vốn hóa thị trường này lớn hơn Đó cũng là một trong những giả thuyết được chia sẻ Và giả thuyết kế tiếp đó chính là giả thuyết liên quan thì chúng ta có thể bước vào một cái siêu chu kỳ tại vì chúng ta thấy được là bitcoin đã đi vào chính trị bitcoin đã là một phần của phố wall vân vân cho nên chúng ta sẽ không còn thấy những cái mùa đông crypto nữa mà chúng ta chỉ thấy như được điều chỉnh sau đó tích lũy rồi tiếp tục tăng trưởng điều chỉnh tích lũy rồi lại tiếp tục tăng trưởng đó là bốn cách suy nghĩ và thường như chia sẻ một số những thông tin để các bạn nắm hơn về bốn cách suy nghĩ này đó thì các bạn thấy cách nào hợp lý hơn